Hiện tại Anna đang ở nursery. Hôm nay Anna đi mua hoa về trồng cho mùa hè. Cái bãi đậu xe chật cứng luôn. Khách vô mà không có chỗ đậu, phải xếp hàng như vậy nè. Bên kia là cái nơi bán, mà người ta mướn luôn tới cái mặt bằng bên đây. Tại vì bên kia cái sân đậu xe nhỏ quá, người ta đậu chật hết rồi. Gia đình này họ mua tới 4-5 chiếc xe. Bông hoa họ chất lên đầy chiếc rồi họ chở về họ trồng. Vô mánh rồi, vô mánh rồi. Đây là một loại hoa hồng nè mọi người. Hoa hồng này hoa hồng thân gỗ nha, chứ không phải hoa hồng bụi. Hoa hồng thân gỗ này tới 70 đồng một cây. Wow. Bên đây hoa gì ngộ quá ha. Cái hoa giấy này là không thể nào trồng ở xứ lạnh được. Lạnh lạnh một cái là nó chết rụi. Hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt đây 35 đồng một chậu hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt 35 đồng. Mấy cái cây này đẹp lắm luôn á, mà mắc tiền nha. Cái này loại gọi là Japanese marble nè. Japanese marble màu tím với màu xanh. 115 đồng một chậu. 115 đồng một chậu marble. Rồi, có màu gì nữa nè. Nó đổi màu đẹp quá ha. Japanese marble. Flood wood marble 170 đồng. Đây gì nữa? Ba marble, nhiều loại marble quá. 85 đồng. À, cái này ở nhà Anna có một bụi nè. Khi mà nó còn bức bức thì nó màu vàng, nhưng mà nó nở bự ra rồi thì nó màu trắng nè cô chú anh chị. Cái nhà Anna có một cây mà hồi đó Anna mua rẻ lắm, Anna có mua có 10 đồng à, sao giờ 25 đồng rồi. Nó rất là đẹp mà nó nhiều màu lắm. Ồ, hôm nay họ bán giá hơi mắc đó nha. 55 đồng một chậu. Wow, dữ dội ta. Này 22 đồng. Hôm rồi lúc mà mới vừa vô mùa Anna mua có 10 đồng hay 8 đồng diện chậu à. Trắng giống như màu tuyết vậy đó, đẹp, đẹp quá. 12 đồng một chậu á. À, bên đây hoa gì? Đây là một loại hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ cái màu này thấy thường quá. Đây là hoa magnolia. Đó, cái cánh hoa nó bự như bàn tay vậy. Nhiều khi mà có nhiều cánh hoa nó nở bự như bàn tay. Người ta đang sale nè. 80 còn 40. Wow, good deal ha.
cô chú anh chị đi mua hoa. Cái này Anna chia sẻ cho những người mà chưa có biết á, là mình mua hoa mình coi cái hardiness này nè, để mình biết là cái hoa đó nó chịu lạnh ở mức độ nào. Thì cái tiểu bang cho trà của Anna là, Anna nhớ không lầm, là zone 7 là cái mức độ lạnh hơn zone 9. Thì nếu mà mình muốn cho nó sống tồn tại tới mùa đông luôn á, rồi năm sau nó sống lại á, là mình phải tìm một cái loại hoa nào mà dưới zone 7. Mình để ý á, mình lên mạng mình search, mình thấy tiểu bang của mình thuộc zone nào á, là mình sẽ biết được để mình mua cây, mua hoa, mình trồng cho nó thích hợp, để không có mất công mỗi năm mình mỗi trồng lại á cô chú anh chị. Anna rất là thích cái loại hồng cổ thụ này nha, hồng thân gỗ này á. Nhưng mà Anna chờ hoài không thấy họ sale. Cái màu này vàng, màu vàng đẹp quá. Anna chờ hoài không có thấy người ta sale cái loại hoa thân gỗ nè, hoa hồng thân gỗ nè. Hoa hồng thân gỗ này thì nó cao đây nè. Màu đỏ đẹp quá nè. Hoa chút, con nhỏ không à, đẹp quá luôn á, đẹp quá luôn à. Oh, John Four, cái loại này là bảo đảm là không bao giờ chết mùa đông ở cho trà luôn. John Four là chịu lạnh rất là giỏi. 4 đồng một chậu, coi nó có màu gì đây. màu hồng, rồi nó nở nè. Ồ, nó nở đặc rực hết trơn luôn, hồng, nhìn nó giống như cỏ dại vậy đó, mà nó cũng người ta không có chăm sóc làm sao, hay là nó dễ sống quá cho nên người ta không thèm tưới nè, đất khô hết trơn mọi người ơi. Rồi nè, họ đem qua hồng qua họ bán quá trời luôn, hôm nay hoa hồng nhiều quá. Anna thấy ở trên mạng người ta có đăng mấy cái loại hoa hồng màu tím thẫm đẹp lắm, mà Anna đi kiếm mua không bao giờ thấy bán nè. Có cái màu tím môn chứ còn màu tím đậm thì không thấy nè. Đây có được cái bụi này, hoa có cái bụi này nè, màu tím môn, nguyên cái rút này là màu tím môn nè. Rise up lilac day, hoa hồng này hoa hồng leo. Cái này mình trồng mà sát cái hàng rào á, nó leo lên đẹp lắm. Hồng cánh sen đẹp nè, màu tím, hồng tím này, muôn chậu thì dây trồng được ạ. Nó John Five nè, John Five là nó chịu lạnh giỏi nè. 5 đồng muôn chậu thì dây trồng. Ok, bây giờ Anna đi lại cái hàng rau đi. Hoa mà không có sống, hoa mà
không có sống mùa đông ở Cho Trà. Anh Na không có thích trồng đâu, năm nào cũng mua trồng hết trơn, mình vừa tốn tiền mà vừa làm biến nữa. Ồ, cái cây habicus, cái này John A, John A không được. Cái này trồng ở Cho Trà là nó khắc rít dữ lắm, có thể nó chết mùa đông đó. Ở Cho Trà là John 7. Mỗi năm mỗi thai lại một bụi bông hoa dâm bụt này thấy ổn tiền lắm. Tại vì một cái cây như vậy mà mình trồng phải 2-3 tháng nó bắt đầu nó mới nở nhiều bông cho mình ngắm. Mình ngắm được có 1 tháng 2 tháng chứ tới mùa đông rồi cái nó chết mất rồi. Đây nè, nhìn nó cũng đẹp lắm á. Anna rất là thích hoa dâm bụt đó chứ. Hoa này hoa gì lạ quá, ngộ quá hả nè. Bông gì đẹp quá, bông gì đẹp quá đây. Ôi, nó nở cái bông màu vàng tươi đẹp quá nè, tuốt trên đây nè. Hoa gì đẹp quá, hoa bông màu vàng này đẹp quá nè. Cái này anh đang nghĩ là nó từ cũ á. Hoa mà từ cũ như vậy thì thường là đa số là nó không có chết. Mùa đông nó nằm ở dưới đất á, tới mùa xuân nó lên lại. Đây, hoa cúc đồng tiền. Mấy cái loại lá kiển này là trồng là chắc chắc chắn là không chết luôn nè. John Fai nè, John Fai. Cây gì ngộ quá, lá bự như lá khoai mì vậy. Quá trời, quá trời cây cối luôn. Cái này giống bông trang quá, bông trang màu hồng. Đây màu cam. Hoa này hoa gì ta? Zonai nữa, không sống nổi. Zonai, Zonai. Đây là cà tím, cà chua. Vô tới đây là rau cải rồi. Cà tím, cà chua. Wow, cái loại cà chua này đẹp quá vậy. Cái màu vàng tươi à, đẹp quá à. Mua cây về trồng thử rồi. Thôi nó ra cái trái màu vàng đẹp quá nè. Golden Jubilee Tomato. Rồi bên đây Wilmore Tomato, cái loại này loại cà thường. Rồi bên đây là cà nguyên chùm như chùm nho nè, Sweet Million Tomato. Ớt, ớt cay. Thái Dragon Pepper, ớt thái. Dưa leo. Ba đồng cây. Rồi cà tím họ họ ươm sao mà cái cây nó bự quá nè. Đây xìu. Cái này là một loại rau rau quế mà lá màu tím nè. Để thử cái thơm không? Thơm mùi kỳ quá. Ăn không quen, khó ăn. Năm nay thời tiết ở Cho Trà rất là kỳ cục á, cho nên nhà vườn cũng cũng bị thất thu á, thất mùa á. Cái chỗ bán cây giống năm nay thấy rau cải cũng không có nhiều nè. Cái này chắc gừng quá. Họ có bán ginger, họ bán cây giống gừng nè cô chú anh chị. Cây gừng nè. Bảy đồng một chậu gừng. Sáu đồng một chậu cây nghệ.
Rồi sau khi đi một vòng á, thì Anna mua được một cái chậu bông này 5 đồng. Tại vì cái loại hoa này nó không có chết mùa đông nè. Một cây cà chua mà cà chua màu vàng. Với lại cái chậu hoa lavender là hoa oải hương á. Lavender người ta mua hết trơn luôn, nguyên một quầy người ta lấy hết, chỉ còn có một chậu duy nhất. Với lại cái cây này, cái cây hoa này không biết hoa gì mà Anna nhìn thấy cái bông á, với cái tướng là Anna nghĩ là nó mọc từ cũ á. Nó mọc từ cũ thì mùa đông nó sẽ không chết. Nhìn nó giống giống như hoa lý ly á cô chú anh chị. Nhưng mà cánh nó mỏng hơn, nhỏ hơn nè. Rồi, ok. Anna xin dừng video ở đây. Chúc cô chú anh chị một ngày vui vẻ nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Nhớ ủng hộ cho Bí Đỏ US nha mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại video lần tới.